lạc loài đến đây. Chúc phương đông trong người lâu nay, chân đất phương nam chân cỏ tung bay. Nghe tiếng kêu rừng sông xưa, nghe tiếng ngai đau mời ngang cầu hò. Chân lắm tay mình vẫn đang nguyên luôn mong nói bên người đông dân. Mong nói cho mẹ bói chú nghe lời mẹ đem dí dầu hồn. Ở hôn chú đang coi ra ngoài ngoại và hôn chú bản lực mình vô đây. Nói là tháng sáu về anh đợi và đến cái chuyện mùa lũ nào. Thank you.